Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Nay mình cho các kiếm ăn sẵn, quay cho các bạn xem cái bầy cá quý kiếm mắt đỏ của mình ha các bạn. Đây, cho nó ăn nha các bạn. Đây là cái cám viên của mình nha. Nuôi quý kiếm này rất đơn giản các bạn. Có cá con đó thì nhiều khi mình cần cái cám nhuyễn đó thì nó ăn thì nó mau lớn. Lúc nhỏ còn nó bự bự chút xíu là cho cám viên là tự nó ghẻ nó ăn thôi. Ở ngoài trời là cũng sống vô tư. Bạn nuôi cái hồ thủy sinh mà chết úp cây gông cho nó đẹp ha, nhìn đã lắm. Của mình này mình nuôi để cho sinh sản để chia sẻ cho các bạn ha. À, ở trong này là các bạn nhìn nè, nó đẻ cá con nè, thấy không? Gông nè. Trốn trong đó cá mẹ ăn được. Cá này là tới cái tuổi sinh sản trơn đúng không ạ? Các bạn nào yêu thích muốn mua về chơi thì liên hệ mình. Thì mình bán hai mái một trống nha, tại trống của mình ít rồi. Bán theo kilo ha, 1 kilo là 60k ha, ship từ 2 kilo. 2 kilo là 6 con đó. Là 2 trống 4 mái đó là 120k cộng 30k tiền ship nữa. 150k ha. Các bạn tranh thủ mua về chơi Tết cho nó đỏ ha. Tại chắc cái shipper chứ bên giao hàng chắc khoảng 1 tuần nữa là nghỉ rồi các bạn. Nên các bạn tranh thủ ha. Nghĩa đâu mất tiêu rồi. Rồi mình thả ra đây đi cho nó. Cái này chắc nó mang bầu rồi đó mày. Về là dữ lắm là tháng nữa đẻ. Trong đây nó có đẻ lai gai nữa, trong cái hồ của mình là nó đẻ cá con đó mà. Một số bạn mua về nuôi nó sao mà nó có con nó không có kiếm, là cái dòng quý kiếm, cái dòng đơn này là cái con nào có kiếm là con trống các bạn, còn con nào không có kiếm là con mái. Nuôi ở cái hồ mà nước nó trong trong vắt, nó nhìn nó đỏ đẹp lắm mà. À, anh thấy không, quý kiếm nè, rồi quyết đơn kiếm nè, của mình có nhiều loại mà, rồi có loại đơn kiếm mà nó lại là cao ly nữa, quay cao, rồi quyết kiếm sọt, mình có nhiều dòng mà đang đang gây giống, rồi để mình quay cho cái hồ thủy sinh của mình nuôi là đủ các loại cho nhìn đẹp các bạn. À, đây mấy cái hồ mình mới xây nè, đang để nước chưa có thả cá ha. Trên này. Ủa, bữa nay gần nó lên đẹp quá. Này quyết kiếm cao ly có nè ha. Full gold ha, full gold bị nhiễm cái đuôi nó đỏ mà cũng đẹp các bạn. Trên này có ông già ông ngồi ông thủ thế ông cho. Ông chuẩn bị câu cá mà chưa có cần câu nữa mà. Mấy con này không biết đẻ chưa chứ thấy nó bụng bự hết rồi. Này quý kiếm nè. Xa xa thì có táo có trái luôn ha. Ông già ngồi dưới cây mát dữ ha. Cây cổ thụ bự dữ à. Ngồi không gài lâu lắm rồi mà mình canh hoài không dám câu bạn. Ok không? Ok bao nhiêu giây không? Đó. Đây này. Đây thì mình thả con quý kiếm sọt mà sọt cao ly ha. Đó. Mình thấy không? Trống cái bầy cao ly ha, sọt cao ly ha. Mình mà thả có con kiếm sọt dài vô bạn, tại vì thường mấy con trống cơ. Chống sọt nó yếu á. À, mái nè ha. Đây mình thả 3 mái 3 trống mà. U. Sao bữa nay. Này gông quá gông à. Đó. Này hồ mới xây nè. Đây.
biết kiếm ha. Các bạn nào có nhu cầu nuôi biết kiếm thì liên hệ mình, 20k một em, bắt bán theo chiêu hai một chống hai mái. Các con đẻ lai gai nó núp vô lông mà. Cái này mà phải nó đầy hồ luôn rồi đỏ hết mới đẹp các bạn. Rồi. Xin chào tạm biệt các bạn ha, và cho bạn xem như thôi ha. Các bạn yêu thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.